Chính quyền Paraguay ngày hôm qua cho biết đã thu giữ hơn 4 tấn cocaine giấu trong các bao chứa đường đang trên lộ trình đến thành phố Antwerp của Bỉ. Theo giới chức Paraguay, đây là vụ thu giữ ma túy kỷ lục đối với chính quyền nước này trong bối cảnh vị trí địa lý thuận lợi của Paraguay khiến cho quốc gia trên bị lợi dụng làm nơi trung chuyển ma túy trên khắp khu vực Nam Mỹ. Chiến dịch trên được thực hiện tại một cảng tư nhân trên sông Paraguay, nơi chính quyền địa phương tìm thấy ma túy trong các bao đường có khối lượng 40 kg mỗi bao. Lực lượng chức năng cũng ước tính lô hàng thu giữ được có giá trị tới 240 triệu đô la Mỹ nếu được tiêu thụ trên thị trường chợ đen.